đấy. Rồi thế thôi à, thôi. Tại sao ông dám cười? Được ơn vì của Chúa mà ông dám cười kể cho mọi người nghe vậy. Còn xin phép cha và quý cộng đoàn hàng xóm, con thì con tên không? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Mày. Tên con là do Mo Thị Sĩ Tàng lớn tiếng nào ở giáo xứ Đạp Nhau, giáo Hà Đức Nam giáo Phần Mo thuật. Rồi, được ơn gì mà dám cười? Mày. Từ cách đây 5 năm, tức là ngày 31 tháng 10, tức là ngày hết tháng mùng 4, thì cái xóm con nó tổ chức liên hoan là hết tháng mùng 4. Thì con cũng được như vậy, hai em trong hội càng hỏi đó, con cũng được trong ban nhà hội càng thì cũng có một người đã mất, phát lên nhà con rồi. Các hai giờ số nó 3 giờ sáng là phải có mặt tập trung để 4 giờ sáng đi để có mặt. Và đến nhà con đến 4 giờ sáng thì đã đang chia sẻ cha làm đơn. Bắn tất thư những kẻ của hội càng với sân mai cho biết chuyện. Được cái gì bắn tắt kể, được cái gì bắn tắt? Thế khi con bị bắn bị vỡ cái mạch thực quản, đến gặp giờ con bị thoái hóa máu, thì con ra viện thì con ra đi viện thì con đến viện thì viện trẻ đến tỉnh, đến tỉnh đến tỉnh thì về thì ra trong ngày con nói thì đến mình thì ra thì con chả biết gì cả. Thế khi con gái con nên là nó ở dưới Thủ Đức. Nghe tình con thì nó chạy xuống rồi nó chỉ có về đến chỗ Chí Hòa thì con nói là vợ con cũng tưởng con chết rồi, nó mắt nhắm mắt mở thì cũng qua điện. Qua điện thì ông chuồng và cháu của con thì bảo ông này ở dưới như cha làm đấy ở dưới bên đây. Con chẳng biết thế nào nhưng mà con biết bên đây. Thì cha ông bảo ở bên Thái con thì cái đó là con cũng chẳng biết gì nữa. Khi con tỉnh đây thì lúc khoảng 8 giờ sáng hôm sau thì ở trên mặt con thì toàn thấy như vậy, có một khô ấy không thì toàn như là máu này nước chuyển hai tay và hai chân con là cái con tỉnh ra thì còn thấy tưởng là mình khô cái điều ông chết mà nó còn nhau không được chưa thì như cha thì toàn nước máu này như có một khô thì con thấy cái thì như vậy là con thấy tỉnh này con gái như con bảo bố ơi vậy là chúng mình của con là 5 năm trên nhà con là nằm thiên sót của Chúa đó cứu con và nằm trên nhà con là nước thiên phổ khoảng 5 năm này có rồi mới nhất là gì con nhận được cơ gì chia sẻ cho mọi người con nhận được thứ hai nữa là cách đây gần 2 tháng thì con cũng xuống đây là bố mẹ cha làm đây nhưng mà con xin trả tấn cho con về con là tức là bị sỏi thận và sỏi thận và lấy gan bây giờ thì cha lớn cho con thì con về cái đó là con trở thành một trận thành một sỏi nhưng mà thì con uống thuốc hỏa trong đó thì 4 ngày sau mà con không uống thuốc nữa bây giờ con đã được chú ban cho con là rất bình thường và như vậy không con người con bây giờ rất bình thường là khỏe mạnh còn đi lại nhiều lần trước đây con đi lại con cũng thì gò rồi như thế này đấy là chú đã ban cho con thì lòng con tin thác vào chú thì con cũng sớm hơn con xin cha và cộng đoàn sớm cùng với cho con được nó thương xót Chúa, Chúa đã xót thương con được nhiều rất lâu, con biết là kẻ đã dài lắm ạ. Tin cho anh Phi tặng cho con một cái máy làm cho mày dặn lòng Chúa thương xót nha. Rồi, về cười mong được cười nhạt mà cười vui, cười tươi, hiểu không? Vì Chúa đã cứu con, ra đi. Tin cho anh Phi thứ hai kia. Đã được ơn của Chúa như thế nào mà dám ngồi mà cười.